Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em tiếp tục trải nghiệm season 19.2.3 của Online. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em so sánh thử khi mà sử dụng cặp thiên tai mới có tên là Warden Earring và thiên tai cùng có tên là Beating Earring thì sức mạnh của cặp thiên tai có vượt trội hay không, và chúng ta sẽ so sánh dựa trên chỉ số bảng C cũng như là đi test đam thực tế để có thể anh em có một cái nhìn tổng quan và khách quan nhất có thể. Và để bắt đầu cho video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với bảng chỉ số. Rồi, để đến với bảng chỉ số thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng nguyên một cặp khuyên tai có tên là Warden Earring và khuyên tai Binding Earring đều có các dòng tương tự như nhau để có một cái kết quả test khách quan nhất có thể nha anh em. Và nhìn qua về mặt bằng chung thì anh em có thể thấy lượng sát thương mà cặp Warden Earring nó sẽ mang lại vượt trội hơn một chút so với Binding Earring khi mà chúng ta chưa sử dụng. Tức là đối với Warden Earring thì sẽ là max đam sẽ là 465, còn đối với Binding Earring thì nó chỉ là 439. Đấy, bên này nó vượt trội gần 30 điểm thôi anh em ạ. Phòng thủ thì sẽ là 432, còn đối với Binding Earring là 424. Đấy, có 8 điểm thôi anh em. Nhưng skill dam nó sẽ là 29 điểm và Mastery Attack sẽ là 169 đối với Warden. Và bên Binding Earring thì chỉ là 27 và 151. Đấy, anh em thấy không? Các chỉ số tương tự như là xuyên giáp thì cặp Warden sẽ là mang lại cho chúng ta 7% xuyên giáp cũng như là 10 điểm tăng thêm, còn Binding thì sẽ là 6% xuyên giáp và chỉ điểm tăng thêm. Warden Earring sẽ tăng được một chút chỉ số cho anh em khi mà chúng ta nhìn vào bên ngoài, và đối với ảnh hưởng của Ponce khi mà chúng ta sử dụng nguyên một cặp thì như thế nào đây anh em. Đúng, đầu tiên mình sẽ sử dụng với cặp Binding Earring thì sức sát thương bây giờ của đắc lọt chúng ta sẽ là cao nhất là 14.907 và sát thương tăng thêm sẽ là 8.319. đấy, mình sẽ lưu cái bảng này thì chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh chung nhé nhé, anh em đừng có quá lo lắng vì không thể nhớ được cả chỉ số. Rồi đến với phòng thủ thì mình sẽ có là 17.501. đấy, bây giờ attack speed sẽ là 274-290. đấy, skill attack sẽ là 4504, combat power là 241, bên này crit dam sẽ là 75, đấy, xuyên giáp sẽ là 30% những nhém. Chỉ số cơ bản mà cặp Binding Earring hiện tại này mang lại cho chúng ta. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo nó xuống. Đấy, mình tháo nó xuống. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cặp khuyên tai Warden Earring. Rồi, chỉ số thì nó sẽ mang lại cho chúng ta hơn một tí điểm anh em ạ. Hồi này 14.900 thì bây giờ là 15.142 và sát thương tăng thêm sẽ là 841. Đấy, phòng thủ sẽ là 17.503. đấy, đây là những cái chỉ số mà nó sẽ tăng cơ bản ra cho chúng ta thấy. Attack speed sẽ là 274 chứ không phải 75 chứ không phải là 74 nữa anh em ạ. Skill attack thì sẽ vẫn là 404 và 241, nhưng lượng đam crit bây giờ sẽ là 76 chứ không phải là 7 như hồi này. Đấy, xuyên giáp bây giờ sẽ là 31% chứ không phải là 30. Đó là những cái chỉ số cơ bản mà nó sẽ mang lại chúng ta một cách rõ ràng nhất. Và sau đây thì anh em sẽ đến với cái bảng so sánh chung của mình. Đấy, khi mà mình sẽ chia màn hình ra cho anh em thấy một nửa. Rồi, như anh em cũng có thể thấy thì sức sát thương ATK Power khi mà sử dụng cặp Warden Earring nó sẽ lớn hơn hẳn so với cặp Binding của chúng ta, sẽ là 235 điểm. Và lượng đam bonus thì cặp Warden hơn hẳn là 162 điểm. Rồi, đối với về khả năng phòng thủ thì sức phòng thủ của Warden Earring nó sẽ chỉ lớn hơn 2 điểm so với Binding, và crit dam thì sẽ lớn hơn 1%, xuyên giáp sẽ lớn hơn 1%, và skill attack thì increase thì chỉ lớn hơn 4 điểm. Và đó là tất cả những gì mà chỉ số bảng C nó thể hiện ra cho chúng ta có thể thấy được giữa cặp Warden Earring và cặp Binding Earring.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với bài test thực tế khi mà sử dụng cặp kem tay lá beginner để thử xem khi chúng ta mang nó lên thì sức sát thương em nó có thể gây ra khi đi trên là bao nhiêu. Rồi, đây. Con số sẽ là bao nhiêu? Đây anh em. Ui dồi ôi, lượng đám gây ra cao nhất là 1.291.000. Đấy, 1.291.444 đấy anh em. 404 anh em ạ. Lượng đo một đám thì sẽ là 12 triệu 700 600 đang giảm dần, và lượng đam thuộc tính sẽ là 245 đang giảm dần luôn anh em ạ. 245 241 12 triệu 600 12 triệu 700 rồi 1 phút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cặp khuyên tai mới, đó chính là Vardenery, và chúng ta sẽ thử xem lượng sát thương em nó gây ra là bao nhiêu. Mười hai triệu, 13 triệu, lượng mà đam thuộc thì đang là 371, khá là cao so với 245 hồi nãy. Rồi 12 triệu 900 800 900 thì tính nhau vào khoảng 2 đến 300k đam thôi anh em ạ, à, không có quá nhiều. Lượng đam cao nhất là 1 triệu 300 nhé nhé, 1 triệu 304.000 với lượng đam thuộc tính gây ra là 351, lớn hơn 100 điểm so với cặp tiên tai tinh đi. Rồi chúng ta sẽ đợi ra trong khoảng 1 phút để chúng ta có một cái gì tổng quan nhất có thể. À, 12 triệu 800 350.000 cao thủ tí, đó là con số những gì mà phiên tái và đơn ring mang lại cho chúng ta.